miễn sao đừng làm gì đi quá giới hạn là được. Nếu như mà lỡ đi quá giới hạn thì sao ạ? Vậy thì phải hỏi giới hạn ở đây là đâu? Là như vậy đó anh. Mình thẳng thắn đi. Dạ, giới hạn của em đặt ra là lên giường. Ừ, có nghĩa là giới hạn cao nhất. Dạ đúng rồi. Ok. Còn giới hạn của em chỉ cần nó lé lên thôi, nó đã là giới hạn rồi. Bạn. Em có thể sẵn sàng tin tưởng người đó 100%. Em không bao giờ check điện thoại hay bất cứ một thứ gì cả. Nhưng mà để em phát hiện được thì mọi thứ là coi như là xong. Xin chào toàn thể các quý vị khán giả đến với show Yêu Không Rào Cản, tôn vinh sự bình đẳng giới. Dù cho bạn là ai, giới tính của bạn như thế nào, khi các bạn đến với Yêu Không Rào Cản, chúng tôi đều sẽ tôn vinh giới tính của bạn. Và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng làm quen với lại hai người chơi của ngày hôm nay nha mọi người. Xin chào tất cả mọi người. Em là Giang Hào, năm nay 22 tuổi, hiện đang học và làm việc tại Sài Gòn. Xin chào Dương Bin, xin chào mọi người. Mình tên là Lý Gia. Thì hiện tại mình đang làm trong ngành F&B. Rồi sao nữa? Hết rồi anh. Hết rồi, chỉ vậy thôi tự nhiên. Giới thiệu tới đó rồi quay qua nhìn tôi liền mọi người. Thì hôm nay không biết là Gia đến với lại Yêu Không Rào Cản thì cái hình mẫu lý tưởng mà em đang muốn hướng tới sẽ như thế nào ha? Dạ, em không có hình mẫu, em không có gu. Đối với em thích là gu. Còn Gia Hào thì sao em? Đầu tiên là phải là nữ. Em thì cũng không có gu. Em chỉ là giống như người cứ nhìn vui vẻ, khùng khùng điên điên được. Theo những gì anh biết về con bé khách mời của nhà anh á, con bé này nó cũng khùng lắm. Nói chung là cũng có vẻ như là hợp gu với em đó. Vậy thì tốt quá. Để xem lý do tại sao mà Bin lại nói về khách mời của mình như vậy. Mình tăng thêm một chút kịch tính thì mời hai người chơi của mình tạm thời nhắm mắt lại. Mời khách mời xuất hiện ạ. 3, 2, 1, mở mắt. Hello. Chào em. Cái nhân vật này cũng không có xa lạ gì với tôi lắm đâu mọi người. Nếu như mà các bạn là những khán giả hay xem phim của Bin thì chắc sẽ biết đến Thảo Nguyên, một diễn viên cũng thường xuyên đi những series của mình. Và mọi người cũng đừng có đặt câu hỏi là tại sao trong Yêu Không Rào Cản khách mời đa phần lại là diễn viên. Tại mọi người cũng biết tôi là một đạo diễn và ở những cái số đầu tiên tôi sẽ hơi thiên vị, ưu tiên cho những bạn diễn viên quen thuộc của mình ấy lâu năm. Chẳng hạn như Thảo Nguyên chẳng hạn. Thảo Nguyên, giới thiệu về bản thân mình đi em. Hi, xin chào tất cả các bạn, thì mình tên là Thảo Nguyên. Như anh Bin cũng có giới thiệu thì Nguyên cũng là một cái gương mặt khá là quen thuộc với anh Bin, người diễn viên. Nhưng mà mình xin đính chính lại là mình không có bị khùng mọi người. Mình chỉ đáng yêu thôi, mình không có bị khùng nha. Thì hôm nay mình đến đây thì cũng hy vọng là nhờ cái vía của anh Bin á, mình có thể ra về với một cái đôi bàn tay khác nữa. Thì không biết là cái hình mẫu bạn trai lý tưởng của em thì sẽ như thế nào ha? Ví dụ nó giống Bin thì có được không ạ? Không, em chơi. Ok. Anh biết em giỡn nhưng mà cũng vui á. Thôi em giỡn thôi, anh đừng mừng. Dạ. Thì cái hình mẫu lý tưởng của em thì chung quy lại là một bạn nam lịch sự nè. Đặc biệt là em không thích một bạn nam kiểu có cái tính khoe khoang á. Vậy thì em có quy chuẩn nào cho một cái giới tính nhất định hay không? Em không có quy chuẩn. Cái gì đến thì đến thôi, em cũng không chắc được. Như anh được biết ở trong hai khách mời của mình ngày hôm nay thì Lý Gia sẽ là một bạn chuyển giới nam, bạn trên gai đúng không em? Dạ. Còn Hào là... Em là trai thẳng. Ok, trai thẳng, một cái thuật ngữ mà mọi người thường dùng. Nó như thế này nè Nguyên, có nghĩa là em đang là nữ và em đang mong muốn đối phương của mình mang tính nam. Thì thật ra một bạn chuyển giới nam hay là một bạn nam đều sẽ cho em được điều đó. Và cái việc mà khi nếu như em quen với một bạn chuyển giới nam thì em gọi là gì? Em vẫn sẽ là gái thẳng thôi. Em vẫn là em, xu hướng tính dục của em vẫn là như vậy thôi. Và lý do tại sao mà đến với Yêu Không Rào Cản các bạn sẽ được bình đẳng giới là như vậy? Tại sao ngày hôm nay ngồi trên hàng ghế nóng của chúng tôi lại là một bạn trên gai sẽ ngồi với một bạn trai thẳng là như vậy? Thì mình sẽ hỏi thêm Lý Gia, ngày hôm nay tạm thời gọi Gia Hào là đối thủ của em đi. Yeah. Em nghĩ giới tính của em hiện tại đang là một ưu điểm hay là một khuyết điểm? Dạ em thấy là ưu điểm. Tại vì đó sẽ là một cái dấu chấm hỏi cho bạn nữ phải tìm hiểu. Tôi thích cái lối tư duy này, tôi thích cái quan niệm này. Gia Hào thì sao ạ? À? Nếu mà ngày hôm nay em ngồi cạnh một bạn trên gai cũng là đối thủ của em thì em cảm thấy mình có những cái gì để em cảm thấy tự tin? Chân thành. Thực ra thì ở đây ai cũng có chân thành cả, chỉ có chân cả sẽ tắt là mình chưa có thôi. Biết Nguyên cũng lâu rồi mà không biết lịch sử tình trường của Nguyên như thế nào ha? Em trải qua 3 mối tình chính thức. Mối tình lâu nhất là bao nhiêu lâu? Chắc tầm khoảng 6 tháng. Mối tình lâu nhất là 6 tháng. Thì ý là có 3 mối tình đều là 6 tháng, còn lại thì không tính. À rồi, ok. Trong một cái mối quan hệ thì em quan ngại nhất là cái việc mà lừa dối.
Em rất là ghét bị phản bội hoặc là nói dối. Điều gì khiến cho những mối tình lâu nhất nó chỉ kéo dài có 6 tháng thôi? Và điều gì đã trải qua trong 3 mối tình đó để dẫn đến những sự đổ vỡ? Đa phần đều là em bắt đầu một mối quan hệ vào một cái cột mốc nào đó, xong rồi đến một cái khoảng đó mình phải di chuyển hoặc là yêu xa hoặc là thay đổi môi trường sống. Thì hướng về bạn nha, nhưng có điều là em vẫn bị phản bội á. Mối tình đầu tiên thì có thể là do yêu xa, em lên đại học thì bạn ở kia thì bạn quen một cái bạn khác. Vẫn là những câu chuyện đúng về cắm sừng. Và sau khi mà cắm sừng em xong, quen một cái người sau em đều là kết hôn với người đó hết, cả ba mối tình luôn. Vậy còn Lý Gia thì sao? Bạn đã trải qua bao nhiêu mối tình? Dạ em cũng 3 mối tình. Mối tình lâu nhất của em là 3 năm. Wow, em nghe người ta chưa Nguyên? Mối tình lâu nhất là 3 năm. Vậy thì từ khi em kết thúc mối tình gần nhất cho đến thời điểm em có mặt ở đây là đã bao lâu rồi? Dạ 1 năm rưỡi rồi. Điều gì khiến cho 1 năm rưỡi vừa rồi em không bước vào một mối quan hệ mới? Dạ tại vì em cảm thấy mình tổn thương quá nhiều và mình cần phải học nhiều hơn nữa để mà khi mà em tiếp tục một cái mối quan hệ mới thì em đủ trưởng thành hơn. Vậy thì thời gian 1 năm rưỡi qua đã đủ để có thể chữa lành những cái vết thương đó để cho bây giờ ngay trên sóng truyền hình em có thể chia sẻ lại những cái sự tổn thương của em hay không? Em tự chữa lành rồi. Thật ra thì em cũng nghĩ là em sẽ không thể nào chữa lành được tại vì nó quá tổn thương. Nhưng mà thiệt sự là cái gì cũng có thể chữa lành được, quan trọng là thời gian thôi. Vậy thì câu chuyện quá tổn thương đó nó như thế nào? Thật sự là mấy mối tình trước của em là đều là trong LGBT hết. Chỉ có bạn đó là gái thẳng thôi. Dạ. Và cái rớp lầm của tụi em trong suốt 3 năm đó chính là bạn nữ đó không thể nào mà công khai được cái mối quan hệ giữa em và bạn đó. Nhưng mà em thì em không chấp nhận điều đó. Tại vì khi mà một bạn nam nào đó khác tiếp cận hỏi em có bồ chưa thì bạn đều trả lời là em chưa. Nguyên nghĩ sao về câu chuyện của bạn? Em thấy nó có sự tương đồng. Và nếu như mà anh ví dụ nha, em đang là một chuyển viên và em nói với anh là từ xưa giờ em cũng chưa có tìm hiểu một bạn trên gai nào cả. Nếu như sau cái chương trình này, ví dụ người em chọn là Lý Gia đi và em với bạn bước vào một mối quan hệ thì em có sẵn sàng công khai bạn trước cộng đồng mạng, trước gia đình và với tất cả những người thân của em hay không? Thì em không ngại về cái việc mà mình sẽ công khai. Có điều là cái mối quan hệ đó nó có đủ lâu và đủ cho mình chắc chắn để mình công khai không? Tại vì em rất là quan ngại cái việc mà mình quen nhau 1 tháng, 2 tháng hoặc là vài ngày xong lại đăng lại up lên, xong rồi mình do một bữa mình chia tay xong nó lại kiểu bị mất đi ấy. Đấy, xong rồi mình sẽ lại có một cái lịch sử gì ở trên đó. Anh tôn trọng cái quan điểm cá nhân của từng bạn. Thì không biết với Gia Hào thì sao ha? Em có muốn người yêu của em sẽ công khai public em trên mạng xã hội không? Dạ có chứ, cái đó thì nói chung là ai cũng muốn, như kiểu là khoe mình có người yêu này kia. Có người yêu xinh như thế này tất nhiên phải khoe đúng không? Dạ đúng rồi. Còn cá nhân của em thì sao? Em có sẵn sàng công khai bạn với tất cả những mối quan hệ xung quanh em? Dạ có chứ, nếu mà hai người yêu nhau thì chắc chắn là phải công khai cho mọi người biết. Vậy thì trong quá khứ em đã công khai bạn nào chưa? Và đã phải trải qua những gì rồi? Dạ có. Thì nói chung là em yêu ai thì cũng công khai thôi. Em yêu ai cũng công khai, vậy là công khai bao nhiêu người ta? Em có 2 mối tình à. Thì có 2 mối tình thôi. Đúng rồi, thì công khai cho bạn bè rồi biết, bị chọc này kia rồi chứ, biết cũng quen. Ý là thích được chọc thôi hả? Đâu có, thích thích công khai cho mọi người biết là mình có người yêu. Nhưng mà thì bạn mà chọc chọc mình vậy đó. Có một cái yêu cầu đặc biệt nào mà em muốn người đàn ông của em bắt buộc phải có không? Em nghĩ là sự tôn trọng á, không chỉ là tôn trọng cá nhân em mà phải tôn trọng cả gia đình em. Và khi mà em yêu cầu đối phương như vậy thì bản thân em phải làm được điều đó trước đã. Gia Hào thì sao? Em ghét gì nhất ở một trong một mối quan hệ với người phụ nữ? Em thì không có không thích. Cái gì cũng thích hết. Đúng rồi, em thích người ta là cái gì của người ta em cũng thích hết. Wow. Thì cái đó là cái khúc còn thích thôi, khúc mà hết thích thì sao là cái gì cũng ghét hả? Hơi thôi. Không, nhưng mà anh nghĩ khi mà một cái người đàn ông họ đã yêu một người phụ nữ rồi á, và để dẫn đến cái chuyện mà người ta đang yêu như vậy mà phải đến cái giai đoạn mà bây giờ cái gì cũng ghét, thì nó phải là một cái câu chuyện nào đó đúng để rồi. Dẫn đến cái nguyên nhân đó, chứ không phải là đụng cái đang yêu một người rồi ngủ dậy xong rồi mình lại ghét người đó được, đúng không Lý Gia? Dạ đối với em thì em cũng dễ lắm, nhưng mà cái điều duy nhất em không thích là sự lừa dối thôi. Chỉ là như vậy thôi. Mình sẽ đến với những từ khóa của Thảo Nguyên. Ở đây Thảo Nguyên, wow, từ khóa đầu tiên là tình yêu, sự nghiệp. Theo em nghĩ thì Thảo Nguyên vừa mong muốn có một tình yêu đẹp mà vừa muốn có gọi là sự nghiệp. Hai cái đó sẽ đi kèm với nhau. Nếu đi kèm được với nhau thì nó sẽ là một bức tranh màu hồng. Và ngược lại, nếu như mà Thảo Nguyên có trộm vía, có được sự nghiệp trước, Thảo Nguyên vẫn mong muốn là có một người đồng hành cùng mình đi tiếp cái chặng đường sự nghiệp tiếp theo.
mình có thang điểm 10 không? Mình cho anh đi chứ em thấy anh khéo quá. Tôi thích cái từ trộm vía của bạn. Gia Hào nghĩ sao về từ khóa tình yêu sự nghiệp? Tình yêu với sự nghiệp thì chắc phải đi chung với nhau rồi. Mình có tình yêu mà mình không có sự nghiệp thì cũng không được. Mà mình có sự nghiệp mà không có tình yêu thì cũng không được luôn. Ở đây á, Thảo Nguyên ghi như vậy có nghĩa là nếu như mà trong một mối quan hệ mà người ta bắt Nguyên phải chọn giữa tình yêu và sự nghiệp thì chắc chắn là Nguyên sẽ không ngần ngại mà chọn sự nghiệp. Vậy thì cá nhân em giữa tình yêu và sự nghiệp em sẽ đặt lên bàn cân thì cái nào sẽ quan trọng với em trong thời điểm hiện tại hơn? Trong thời điểm hiện tại thì chắc là nghiêng về sự nghiệp hơn. Ừ, cũng dễ hiểu tại vì bạn đang trong cái độ tuổi gây dựng sự nghiệp cho bản thân. Đến với từ khóa thứ hai, bữa cơm, trừu tượng nhỉ? Thì bữa cơm nếu mà đi theo về tình yêu thì đó là một bữa cơm gia đình. Sau chuỗi ngày mệt mỏi thì Thảo Nguyên vẫn mong muốn có một bữa cơm cùng gia đình và cùng người bạn đời. Bữa cơm có ý nghĩa thứ hai đó chính là cơm áo gạo tiền. Cái đó là theo suy nghĩ của mình. Cái đó thì em cũng chưa nghĩ tới. Từ từ, em từ từ, em hãy ngồi đó lắng nghe các bạn. Gia Hào thì sao ạ? Em nghe bạn nói hay quá, em cũng giật mình, em cũng không nghĩ tới cái đó luôn. Em cũng chưa nghĩ đến điều đó. Mình lập gia đình á, thì cái bữa cơm là cái quan trọng nhất. Khi mình đi làm mệt về thì ăn cơm chung với gia đình thì sẽ vui hơn với lại hạnh phúc. Trong cái thời buổi hiện tại, cái bữa cơm nhà rất là đáng quý đúng không? Từ khóa thứ hai, bữa cơm thì nó là nói về gia đình. Sau một cái ngày dài làm việc thì rất là thích được cái việc mà cùng nhau nấu ăn nè, rồi mỗi người nấu một món hoặc là cùng nhau làm việc để tạo ra một cái bữa cơm gia đình thật là ấm cúng. Còn cái ý còn lại á, Nguyên rất mong muốn một ngày nào đó cả nhà Nguyên, ba và mẹ luôn sẽ được ăn chung một bữa cơm. Nhưng mà có thể đó là một cái điều rất là khó tại vì cả hai người không còn ở cùng nhau nữa. Cho nên đó là một cái điều mà mình khá ao ước. Cái từ khóa tiếp theo, wow, xử nữ. Tại vì tôi là đạo diễn, tôi có nghiên cứu nhiều về cung hoàng đạo, tôi nghe là tôi biết Thảo Nguyên đang nhắm tới điều gì rồi. Thì chắc là Thảo Nguyên là cung xử nữ hả em? Thì không biết hai bạn đã hiểu như thế nào về cung xử nữ, Gia Hào? Em chỉ biết cung của em chỉ tìm hiểu cung của em. Thì cung em? Cung em cung Bảo Bình. Bảo Bình là một con người hơi thiên về lý trí nhiều. Xử nữ hình như là xử nữ tháng 9 đúng không ạ? Dạ đúng rồi, 9 tháng 9. Xử nữ tháng 9 là xử nữ mà bị gắn cờ đỏ, gọi là đứng đầu cho 12 của hoàng đạo. Các bạn nữ xử nữ mà mình biết á, thì thường là ít nói không à? À, chắc xử nữ này... Em cũng vậy mà. Này, đã nói gì đâu, đã làm gì đâu. Ok, rồi cái này để khán giả nhận xét ha. Thì nếu như mà ai là tín đồ mà kiểu cung hoàng đạo thì chắc chắn mọi người cũng biết được là xử nữ là một cái cung rất là cầu toàn, quy tắc nè. Nhưng mà cũng như đã nói là cờ đỏ đi, nhưng mà đâu nhất thiết đâu, chỉ là cờ đỏ cái lúc mà mình chưa quen thôi. Nhưng mà khi thực sự đã quen rồi thì xử nữ là một người khá chung thủy. Từ khóa tiếp theo, nhậu. Nghe cái là thấy có mùi liền ha. Lý Gia, em thích nhậu giỏi không? Dạ, chắc đủ câu gờ cho bạn á. Wow, anh đâu biết nhậu đâu. Anh đâu biết, anh chỉ thấy cái từ khóa em đưa ra thôi. Thì nếu mà bạn không biết nhậu thì càng tốt. Em không biết nhậu thì Lý Gia sẽ nhậu thay em. Em nhậu cũng khá. Và em nghĩ sao về một đứa con gái biết nhậu? Dạ, em thấy bình thường. Nhậu chừng nào buồn quá thì hai đứa rủ nhau nhậu vui. Thì nhậu ở đây á, không phải là tôi không thích các bạn đi nhậu, mà là nhậu ở đây là tôi rất là thích đi nhậu. Có nghĩa là nếu như mà mình tìm được một người nào đó mà biết nhậu và nhậu cùng mình thì nó rất là vui luôn á. Từ khóa cuối cùng, ghen. Nghe thấy mệt mệt trong người. Lý Gia, em nghĩ sao về một người phụ nữ ghen? Em thích như vậy. Tại vì khi yêu thì phụ nữ mới ghen. Em thì cũng thích ghen, nhưng mà ghen có chừng mực thôi chứ đừng có ghen quá. Cái đó là em nói về phụ nữ. Còn cá nhân hai bạn nghĩ hai bạn có phải là những người hay ghen không? Dạ em không. Em chỉ ghen với những mối quan hệ nên ghen thôi. Nhưng mà em biết không, công việc của Thảo Nguyên là diễn viên, có nghĩa là bạn phải hóa thân thành rất nhiều nhân vật. Và cái nghề của diễn viên nhiều khi phải đóng những cảnh thân mật với những bạn nam khác. Thì không biết là em có thể hiểu và thông cảm cho cái công việc của bạn hay không? Dạ được. Chỉ cần em nghe một lời xác nhận là em với anh đó không có gì hết, chỉ là mối quan hệ đồng nghiệp thôi là được. Tại vì em thực sự là em cũng thoáng về vấn đề đó. Gia Hào thì sao? Em hả? Em thì em ăn cay dữ lắm cho nên em cũng có ghen đó. Cũng có nhưng ghen. Mà ghen trong mức kiểm soát thôi chứ không phải là ghen quá. Ghen đây là một cái từ khóa mà nó phải có trong năm từ khóa của Nguyên. Bởi vì thứ nhất là tính chất công việc của Nguyên là diễn viên thì Nguyên cần một cái gì đó gọi là tôn trọng. Và
không chỉ Nguyên nữa, nhưng mà khi mà Nguyên tôn trọng bạn diễn của bạn của Nguyên á, bạn đời Nguyên, thì Nguyên chắc chắn họ phải tôn trọng được Nguyên thì Nguyên mới tiếp tục mối quan hệ đó. Rồi, nãy giờ Thảo Nguyên cũng đã trải qua một cái cuộc nói chuyện tìm hiểu giữa hai bạn, hai bạn cũng chia sẻ về quan niệm, về câu chuyện của hai bạn khá nhiều, và anh nghĩ là cũng đã đủ cái keyword để cho Thảo Nguyên sẽ đưa ra quyết định của mình. Dù muốn dù không thì bây giờ em cũng chỉ có thể chọn một trong hai bạn để cùng nhau bước vào dòng tìm hiểu. Chàng trai còn lại của chúng tôi phải đi về. Và bây giờ cái giây phút mà chúng tôi không mong chờ nhất cũng đã đến, và bé Nguyên sẽ phải đưa ra một trong hai sự lựa chọn. Trước khi mà Nguyên đưa ra sự lựa chọn cho mình thì Vin cũng muốn là hai người chơi của chúng ta ngày hôm nay nói một điều gì đó với bạn, hoặc là thể hiện một cái điều đặc biệt nào đó với bạn, một món quà chẳng hạn. Biết đâu giây phút này Nguyên sẽ thay đổi ý định hoặc là gia tăng thêm cảm xúc. Em thì không có gì hết, thôi em tặng bạn ba từ thôi. Từ yêu bệnh đi, là tình yêu bự, em tặng bạn vậy thôi. Tôi đã phải lắng nghe. Ở bên cạnh một người vui tính như vậy nhiều khi cũng thú vị mà. Em thì em không biết là Thảo Nguyên có thích hoa hay không, nhưng mà thường thì các bạn nữ đều thích hoa, nên là em có chuẩn bị cái này cho nữ chính ngày hôm nay. Em cảm ơn rồi. Trời ơi. Cái gì vậy? Sao giây phút này? Sao giây phút này tôi thấy con? Em cảm ơn. Thì để đó lại cái tình cảm này thì em cũng có chuẩn bị quà cho cả hai ạ. Đầu tiên là sẽ là một chiếc đồng hồ cát. Bên cạnh đó sẽ là một cái khung tranh. Cái đồng hồ cát này nếu như bạn nào nhận được á thì em chúc cho bạn trong tương lai và mọi thứ sẽ thành công. Ví dụ như đây, khi mà mình lật như thế này, mỗi hạt cát nó sẽ là một cái thử thách của mình. Và nếu như mà nó chạy hết rồi, ở trên đây vẫn là trống rỗng, mình không có một cái gì trong tay cả, mình hãy nghĩ cái thử thách của mình nó như là cái đồng hồ cát này. Mình sẽ lật ngược nó lại và mình bắt đầu lại mọi thứ thêm một lần nữa. Và có nghĩa là đồng nghĩa với cái chuyện người nhận được khung tranh sẽ là người cùng bạn bước vào vòng tìm hiểu, đúng không ạ? Dạ đúng rồi ạ. Thì bạn mong chờ gì ở cái khung tranh này? Sau vòng tìm hiểu á, mình có thể cách biệt với nhau thì mình có thể dùng nó để ảnh của cả hai. Ok, Thảo Nguyên sẽ tặng đồng hồ cát cho ai ạ? Hai người có thể nhắm mắt lại được không ạ? Rồi ok, mình mời hai người chơi của mình nhắm mắt lại. 3 2 1 Công khai cho bạn bè đâu biết, bị chọc này kia rồi chứ, biết cũng quen. Ý là thích được chọc thôi hả? Em thích người ta là cái gì của người ta em cũng thích đó. Cái đó là cái khúc còn thích thôi, khúc mà hết thích thì sao là cái gì cũng ghét hả? Trộm vía có được sự nghiệp trước, Thảo Nguyên vẫn mong muốn là có một người đồng hành cùng mình đi tiếp cái chặng đường sự nghiệp tiếp theo. Mình có thang điểm 10 không? Mình cho anh đi chứ em thấy anh khéo quá. 3 2 1 Hai bạn mở mắt. Thảo Nguyên chia sẻ cảm xúc của em lúc này trước, lý do tại sao em lại chọn Lý Gia? Thì em chọn Lý Gia là tại vì em muốn tìm hiểu sâu về cái giới tính một tí, LGBT một tí. Thì đôi khi có thể là những cái mà em hiểu hiện tại nó chưa đúng, hoặc là nó có một cái gì đó sai lệch thì nó cũng không tốt. Đấy, thì em vẫn muốn là tìm hiểu sâu hơn. Còn riêng về bạn thì thực ra thì khi mà nói chuyện á, tại vì tôi là một người khá là hoạt bát, hoạt ngôn nữa, thì em nói chuyện với bạn nhiều như này thì mà kiểu bạn ít hoạt ngôn đi, thì gu của em thì cũng sẽ là một bạn khá là vui tính. Và nếu như vậy thì có thể là em sợ là em sẽ nuốt bạn ấy. Và khi mà có và khi mà có mối quan hệ nó không có cân bằng như vậy á, mà một người mà nói ra còn người kia thì kiểu cứ chỉ biết nghe theo thôi, thì nó lại trở nên là bị lệ thuộc. Cũng chúc mừng hai bạn. Em cũng có buồn, nói chung là cũng vui cho hai bạn, là chúc các bạn sẽ tìm hiểu nhau. Mà mình mong một cái happy ending cho tập này. Dạ, đúng không? Tuy rằng ngày hôm nay em không đưa Thảo Nguyên về nhà được, nhưng mà bên chương trình cũng sẽ có một phần quà gửi đến em, đến từ nhà tài trợ BB Beauty để em ha. Hy vọng là sau chương trình thì em cũng sẽ tìm được một nửa của mình đâu đó trong 1 triệu khán giả đang xem chương trình ngày hôm nay. Cảm ơn em đã đến. Dạ, em cảm ơn anh. Cảm ơn món quà của Thảo Nguyên. Chào
Chào mừng mọi người trở lại với chương trình Yêu Không Rào Cản. Và đây là vòng tìm hiểu. Trước mặt Bin hiện tại là vòng xoay trò chơi. Thì trong cái vòng này, hai bạn sẽ cùng nhau xoay cái vòng này. Mình rơi vào trò chơi nào thì mình sẽ chơi trò chơi đó. Và cái trò chơi này nó sẽ mang tính chất tìm hiểu sâu hơn về đối phương. Thì không biết là Thảo Nguyên hay là Lý Gia sẽ là người xoay cái vòng xoay này ạ? Em muốn xoay không? 3, 2, 1, xoay. Trò chơi tranh luận sẽ đến với lại tập này của chúng ta. Bin sẽ đưa ra một cái chủ đề và một cái quan niệm nào đó. Nó mang tiếng là tranh luận thôi, nhưng mà hai bạn sẽ cùng nhau nêu lên quan điểm của cá nhân. Thì nhiều khi cái quan điểm đó trùng khớp hoặc là không trùng khớp. Có một cái câu châm ngôn mà anh thấy mọi người thường nói rất nhiều về nó, đó là gió từng nào sẽ gặp mây từng đó. Tuy nhiên, trong xã hội thực tế của chúng ta vẫn sẽ luôn có những cặp lệch pha, những đôi đũa lệch. Thì các bạn nghĩ sao về cái quan niệm này? Thực ra thì cái quan niệm này nó cũng khá là phổ biến và đúng. Gió tầng nào gặp mây tầng đó thì cũng nửa đúng và nửa không. Đôi khi trong cái khoảnh khắc mình vừa bước ra thôi, khỏi cái vòng an toàn đó, mình lại vô tình gặp một cái người không cùng cái tầng với mình, nhưng mà lại match được với mình, lại được hiểu được, hoặc là lại có một cái làn sóng điện đi match được với nhau, thì nó cũng là một cái điều khá thú vị. Một phần cũng đúng. Đối với lại cuộc sống 4.0 hiện tại, em nói nôm na cho dễ hiểu đi, là người có tiền thì thường sẽ chọn những người có tiền, chứ không ai mà lại người có tiền lại chọn người không có tiền để mà mình phải lo cho họ hết. Và nếu như đó là cảm xúc thì sao? Nếu mà là em hả? Em cũng sẽ chọn cảm xúc. Có nghĩa là quan niệm thì là quan niệm, nhưng mà cảm xúc nó đưa đường dẫn lối thì mình sẽ ưu tiên nó. Dạ đúng rồi. Bin tôn trọng cái quan điểm của hai bạn. Mình đến với chủ đề tiếp theo. Có nhiều người họ vẫn nghĩ rằng giữ một mối quan hệ tốt với người yêu cũ và họ không cần phải quá thiệt tình với những người cũ. Các bạn nghĩ sao về cái quan niệm này? Em vẫn có thể sẵn sàng làm bạn với người cũ, nhưng đã là bạn thì là bạn. Đối với em nó không có cái gì hơn được hết cả. Thì với người cũ của người yêu em thì em cũng khá là bình thường. Miễn là mình có một cái giới hạn nhất định. Em cũng từng bị kết thúc một mối quan hệ là bị cấm sừng do người yêu của em quay lại với người yêu cũ. Wow. Đấy, quay lại người yêu cũ, nhưng mà là người yêu cũ thời thanh xuân cơ. Xong rồi nói dối em là đó không phải là người yêu cũ, chỉ là bạn thân thôi. Thì bây giờ hai người đã kết hôn rồi. Khi mà em đã gặp một cái chướng ngại về người cũ của người yêu, thì ở những mối quan hệ sau em sẽ nhạy cảm hơn chứ. Tại sao em lại cảm thấy là những mối quan hệ sau em cũng sẽ cảm thấy bình thường với câu chuyện đó? Không, em nhớ mình nói rồi, không phải người cũ nào cũng xấu. Và đôi khi người cũ đến để cho mình biết được là mình cần được giải thoát, ví dụ vậy. Đấy, chẳng hạn như thế. Do một phần người yêu của mình có biết cách hay không thôi. Mà nếu như người ta đã yêu rồi á, người ta đã còn cảm như vậy rồi, thì bây giờ mình có giữ người ta ở lại thì sau này chắc gì người ta đã ở cạnh mình lâu dài đâu, đúng không? Lý Gia thì sao? Em có bị nhạy cảm với người yêu cũ của bạn gái hay không? Và em có làm bạn với người yêu cũ của em hay không? Dạ, em thì không nhạy cảm với lại người yêu cũ của bạn gái. Tại vì như lúc đầu em có nói, chỉ cần mà bạn gái em nói người đó chỉ là bạn thôi và chỉ là công việc thôi thì em sẽ đều pass qua hết. Wow. Dạ. Sự tin người của em cũng nhiều nhỉ? Dạ đúng rồi. Thôi thì cứ tin đi, sống có một lần thôi mà. Rồi rồi, cá nhân em thì sao? Em có làm bạn với người yêu cũ không? Dạ, thật sự thì em có làm bạn với người yêu cũ. Có một cái là tụi em không có gì mà liên quan tới công việc hết. Nếu như mà hẹn nhau vì công việc thì nó... không có rồi đúng dạ, không? Dạ đúng rồi. Thật lâu lâu hẹn riêng cà phê đồ rồi nói với lại bạn gái là thôi em ở nhà đi, em anh có việc riêng gì đó không? Dạ không, em sẽ nói luôn là người yêu cũ hẹn như vậy đó thì không biết là có chuyện gì. Thì nếu như mà em muốn đi chung không, nếu mà đi chung thì vẫn ok. Mình sẽ đến với lại chủ đề cuối cùng. Mình cảm nắng với người khác khi mình đang có người yêu. Đối với các bạn thì cái việc người yêu của các bạn lỡ như vô tình cảm nắng với một người khác, và cũng có thể nó đến từ bản thân các bạn, các bạn nghĩ sao về cái câu chuyện này? Dạ, đối với em khi mà em vô một mối quan hệ nào đó thì em cũng đều sẽ nói về cái vấn đề này luôn. Là khi mà mình đã quen nhau rồi thì không thể nào mà tránh khỏi cái việc mà mình bị cảm nắng bởi một người hết. Chắc chắn luôn, đến một thời điểm nào đó anh sẽ bị cảm nắng, nhưng sau đó anh sẽ tự bản thân anh sẽ nhìn nhận coi là mình cảm nắng người đó vì điều gì. Mình có phải thực sự là mình sẽ bỏ người này để mà theo cái người cảm nắng đó hay không? Và nếu như điều đó đến từ Thảo Nguyên thì Lý Gia sẽ nghĩ như thế nào nếu một ngày bạn thú nhận với em, bạn đi quay và cảm nắng một người nào đó? Em sẽ hỏi cảm xúc hiện tại của em như thế nào. Nếu mà bạn vẫn không trả lời em được thì em sẽ cho bạn thời gian.
Có nghĩa là câu chuyện này vẫn có thể tha thứ được. Dạ đúng rồi. Miễn sao đừng làm gì đi quá giới hạn là được. À, nếu như mà lỡ đi quá giới hạn thì sao ạ? Vậy thì phải hỏi giới hạn ở đây là đâu? Là như vậy đó anh. Mình thẳng thắn đi. Dạ, giới hạn của em đặt ra là lên giường. Có nghĩa là giới hạn cao nhất. Dạ đúng rồi. Ok. Còn giới hạn của em chỉ cần nó lé lên thôi, nó đã là giới hạn rồi. Bạn. Em có thể sẵn sàng tin tưởng người đó 100%. Em không bao giờ check điện thoại hay bất cứ một thứ gì cả. Nhưng mà để em phát hiện được thì mọi thứ là coi như là xong. Và hy vọng là sau khi nghe Thảo Nguyên chia sẻ, nếu như mối quan hệ này có phát triển hơn thì Lý Gia sẽ làm tốt được việc đó. Kiểm soát lại cảm xúc cá nhân, dập tắt nó từ khi nó chỉ là một cái khởi nguồn. Chúng ta đã có một cái buổi tìm hiểu khá đầy đủ, cũng khá sâu rồi. Chúng ta sẽ đến với cái dòng quyết định hẹn hò. Và bây giờ, trước mặt tôi là quả cầu ánh sáng. Hai bạn sẽ đưa ra quyết định của mình dựa theo cảm xúc. Hai bạn sẽ cùng nhau đặt tay lên quả cầu. Và quả cầu của tôi chỉ phát sáng khi hai trái tim của hai bạn cùng một nhịp đập. Có nghĩa là sau 5 tiếng đếm của mình, các bạn quyết định tìm hiểu sâu hơn, quyết định hẹn hò, thì các bạn sẽ vẫn giữ tay lại ở quả cầu. Và nếu như các bạn cảm thấy cái sự rung động chưa tới, cảm thấy là mình chưa có thật sự có cảm xúc với nhau, các bạn được quyền rút tay về và quả cầu sẽ không phát sáng. Tuy nhiên là để tăng thêm phần kịch tính cũng như công tâm, công bằng, tôi đề nghị hai bạn bịt mắt lại. Không có hí hí nha. Nguyên này anh vàng lắm. Nói tính nói luôn á, em tính nói luôn á. Em làm như em ăn gian lắm vậy á. Cho phép mình mượn tay của hai bạn ạ. Một bàn tay thôi. Cùng nhau đặt lên quả cầu. Hãy lắng nghe kỹ con tim của mình. Có cho nhau một cơ hội để tìm hiểu nhau sâu hơn hay không? 5 4 3 2 1 quyết định. Tôi mời cả hai bạn tháo bịt mắt ạ. Quả cầu của tôi không sáng. Thảo Nguyên, lý do tại sao vậy ạ? Sau khi nói chuyện thì có nhiều thứ cũng khá là tương đồng. Em biết chắc khi mà em nói là tương đồng nhưng mà tại sao lại không chọn thì nó lại gây tranh cãi. Nhưng mà thực ra thì nó có thể là nó chưa đủ. Nhưng mà mình đâu nhất thiết là phải trên chương trình đúng không ạ? Biết đâu được. Đúng rồi, biết đâu được. Tại vì nó chỉ có khoảng 1-2 tiếng đồng hồ để tìm hiểu nhau thôi. Thì nó không thể nào bộc lộ hết được mọi thứ. Hy vọng là sau chương trình mình, nếu mà mình có duyên thì mình vẫn là bạn ha. Hoặc là bây giờ mình vẫn làm bạn tiếp được với nhau. Hoặc là có duyên hơn nữa thì trong cái quan hệ tình bạn đó nó có thể đi xa hơn một xíu. Em cũng đoán được là lý do tại sao mà Thảo Nguyên lại không chọn. Anh sẽ là người giữ lại cái chọn đó để cho em là người không chọn. Cho dù ngày hôm nay hai bạn không nắm tay nhau đi về, bên chương trình cũng sẽ gửi đến hai bạn mỗi người một phần quà đến từ nhà tài trợ BB Beauty. Hy vọng là an ủi được phần nào sự trống vắng của hai bạn. Và bên cũng rất hy vọng sau chương trình, như lời mà Thảo Nguyên đã chia sẻ, hai bạn sẽ giao nhau ở một thời điểm khác. Nếu như không thể thì hai bạn cũng sẽ tìm được một nửa của mình thông qua chương trình Yêu Không Rời Cản. Cảm ơn hai bạn đã tham gia chương trình. Rồi bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại mọi người.